Hướng ứng kháng hành động vì bình đẳng giới cùng phóng ngứa ứng phó với bạo lực lên cơ chế giới năm 2023 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cũng tạo cơ hội cho tán ủn máng cũng ủn cải đỡ thực hiện bình đẳng giới cũng trả bỏ bạo lực lên cơ chế giới. Hội Liên hiệp Phụ nữ cho Nam Phong quân Mơ Cao Phong đã là đưa hoạt động thiết thực phong phú long lụa lá bồi bố méng trên đế với tán nội dung liên quan đến chủ đề của kháng hành động năm 2023, đồng thời tuyên truyền phổ biến pháp luật quế phóng chống bạo lực gia đình. Đặc biệt ở lòng kể bồi bố méng đưa tán ủn máng đã có tán chia chế câu chuyện quế bình đáng trời lòng chỉnh lúa nhà miếng để tán ủn máng hay tán chia chế kinh nghiệm quế kết đưa chữ chín hạnh phúc lúa nhá lẻng chay thả bạo lực với ủn máng cũng ủn cải. Thông qua tán buổi tiền chiến, bố mẻng, trao đổi như thỉa là cơ hội đỡ cho tán ủn máng, cỏ thiền khề, đền cống đống, cống quần mướng, đỡ tăng cường quyến năng cho tán ủn máng, cống ủn cải, đỡ thúc đầy bính đáng trời, phóng ngứa ứng phỏ với bao lực, châm hái tán ủn máng, cống ủn đét. Gia đình mình thì cũng thì có ông bố mẹ ông ba là khá ý ở thể hết lược rồi mà ông ba ý rất am hiểu về cái hoạt động của lớp trẻ ở thời chiến này cho đến là ví dụ ở xóm xa có tổ chức các hoạt động với là ngày phụ nữ những tháng khoảng 3 hàng 10 tháng mưa chẳng cứ xóm tổ chức đại đoàn kết chỉ thì đối với bản thân mình thì ở trong gia đình thì phải theo mình thì có khéo léo đảm đang mới éo phải mặt sắp xếp công việc của xã hội với gia đình thì bố mẹ về trong quan ở trong nhà sẽ hiếu cho mình bản thân. Trong những cái năm qua thì được sự chỉ đạo của huyện hội cũng như là hội phụ nữ xã đã triển khai rất là nhiều cái hoạt động thiết thực như là hàng quỹ, hàng kháng hoặc là sẽ kết phối hợp với công an, phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng hoặc là các tổ chức chính trị của xã tổ chức những cái cuộc tuyên truyền với là bình đẳng giới, hàng nữa là thành lập những cái mô hình gắn liền như là làng quỹ an toàn phụ nữ và trẻ em và từ đó thì các chị em phụ nữ tham gia rất là nhiệt tình, rất là tham gia sinh hoạt rất là tây tú. Qua cái cuộc tuyên truyền đây thì cải thiện rất là từ cái nhận thức của bình đẳng giới. Hội Liên hiệp Phụ nữ cho Nam Phong có 75-60 hội viên chính hoạt ở 9 chi hội. Lòng tán nằm chấp hơ, đảng ủy chính quyền cho Nam Phong cũng hội phụ nữ cha ráng riêng đã tích cực lá thối cổng ta tiền chiến, vấn đúng để một miếng nâng lên nhận thức quế bình đẳng giới. Điếu lùa ản thể hiện đo nét khi ngấy cáng cỏ đứa tán hoạt đúng ở quần mướng để khóm tán ủn máng tham gia bởi hoạt đúng văn hóa văn nghệ thể thao để tán phòng cháo thi đùa ở cửa chờ. Đặc biệt, cỏ đứa vị trí quan lõng lòng cấp ủy chỉnh quyết tán cấp cho tán ủn máng đám nhấn. Căn ní lòng quần mướng cho Nam Phong đã là ản pa mô hình láng quê an toán cho tán ủn máng cống ủn đét ở pa lần chỉn trọm bớ lùa ngày càng khẳng định quyết bình đẳng giới ở cơ chế ản lá mỗi cách có hiệu quả, ản chính quyền cũng muốn quan tâm, mỗi mình tích cực tham gia cũng ủng hộ. Dân chủ toàn dân và công tác bình đẳng giới giữa nam nữ rồi trẻ em chẳng hạn, thì như vậy ở cái xóm nhất là cái địa phương mình rất là quan tâm, ản sự ủng hộ của địa phương, như vậy nói chung là chị em phụ nữ ở trong địa bàn của xóm này đạt kết quả rất cao. Nhất là cái văn hóa văn nghệ thể dục thể thao là chuẩn bị cho ngày mùng 8 tháng 3 rồi ngày thành lập hội phụ nữ Việt Nam, chị em là rất tốt. Bên cạnh việc đấy thì chị em còn tham gia cái công tác lao động sản xuất tuyên truyền giáo dục những cái luật về bình đẳng giới và cái nghị quyết của Đảng, như vậy là thực hiện là thấy ở địa phương là tùy vào cuộc sống thực sự. Địa phương Nam Phong đánh giá cái vai trò của tôi rất là cao, cụ thể là các cái chương trình mà để tuyên truyền rồi bạo lực gia đình kết hợp với hội liên hiệp phụ nữ của huyện cũng như là của quân mương Nam Phong đánh giá vai trò của ủn máng rất là cao.
cụ thể là đang chương trình tuyên truyền bạo lực gia đình kết hợp với hội phụ nữ huyện. Xã tổ chức đưa đơn mô hình thì nhờ đơn cuộc tuyên truyền đỡ mà giúp cho đất của mạng phụ nữ cùng cả xã hội hiếu với binh đáng giới ngay càng sôi hơn. Đội bên Nam Phòng về đơn quyền binh đáng giới cùng ủn tết y thường xuyên ảnh huyền tạo điều kiện đơn lớp tập huấn bôi dưỡng y rất là đưa. Chính tế mà cả nhi lên quân hương xã y như mấy năm vừa rồi. Có cột lưng ngược no liên quan đến bạo lực gia đình cùng xâm hại. Trong những năm này, mấy năm vừa rồi cũng chưa có cái trường hợp gì gọi là bạo lực liên quan đến bạo lực gia đình rồi liên quan đến xâm hại trẻ em gì. Khảng hành động vì binh đáng trời cũng phóng ngỡ ứng phỏ với bạo lực lên cơ chế trời năm 2023 trên tha từ ngày 15 khả 11 đến ngày 15 khả 12 năm 2023 với tán hoát đúng như tổ chức tiệt chiến với chủ đế. Thông điệp cũng tán hoát đúng của khảng hành động lên tán phương tiện thông tin đại chúng bằng đứa hình thức phù hợp với tướng nhóm đối tướng như in tờ rơi tiền chiến quế binh đáng trời trả bò bao lớp lên cơ chế trời hơn 100.000 tờ rơi cấp cho tán huyện thành phố tổ chức mỗi lớp tập huấn nâng lên nhận thức quế binh đáng trời cũng phó ngứa ứng phỏ với bao lớp lên cơ chế trời cho thảm mưa cản bố là công tác binh đáng trời cũng cản bố phụ trách công tác pháp chế ở tán chờ bàn ngánh đoán thế tình. Tổ chức phát đúng cũng tán hoạt đúng hướng ứng kiểm tra giám sát 34 cuộc về cái tham gia của 1.090 ủng đửa 3.450 các mế. Luyến thông lương tán phương tiến thông tin đại chủng 35 thảm mấy từ hoạt đúng với cái tiếp cận của 50 khảo nghìn thảm lâm lấy đâm ủng đửa khảo 12.075 thảm 3 các mế. Chiến thông tra hội với tán trang thông tin điện tử kênh nán tra hội. Thông qua tán hình thức tuyên truyền như tổ chức tán chiến đám, đổi thoái, tòa đám, hội thảo, tập huấn với tán nội dung liên quan đến chủ đề của khảng hành động năm 2023. Tuyên truyền với tán chỉ trách đảm bảo an sinh xã hội cho một miếng trắng chung, cũng tán ủn máng, ủn đét trắng riêng, đỡ lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa binh đáng trời, cũng pháo chỗ bạo lực lên cửa chớ trời, tăng quyến năng cho tán ủn máng, cũng ủn cải. Căn cứ cái kế hoạch của bản chỉ đạo binh đáng giới của huyện thì xã cũng xây dựng cái kế hoạch thực hiện tại gửi vào cho các xóm thực hiện thì thông qua đó thì dựa vào chủ yếu là lực lượng đó là chị em phụ nữ tức là công tác tuyên truyền binh đáng giới đó thì thông qua đó thì các vị đáng chính quyền cũng có những cái chỉ đạo thực hiện tốt trong cái thời gian vừa qua thì qua đó thì các cái vụ bạo lực hoặc là các cái việc xảy ra lên là cái cơ sở giới thì địa bàn thành phố thì cũng chẳng có cái những cái vụ việc nổi trôi xảy ra trong thời gian vừa qua. Có thể thấy mỗi lần tán hoát đúng đỡ thúc đẩy binh đáng trời là đúng giúp tán ủn máng phát triển kinh tế nâng lên vĩ thể lòng lúa nhá cúng quái quần mướng bơ tán phòng cháo đúng giúp tán ủn máng lá kinh tế khởi nghiệp lòng quần mướng tính đã có đứa gương tán ủn máng rằm nghi rằm lá vươn lên đỡ phát triển kinh tế đã có đứa hoát đúng giúp tán ủn máng như đúng giúp thành lập hợp tác xã tổ hợp tác có ủn máng tham gia quản lý đúng giúp tán ủn máng khởi chứa kinh doanh cúng khởi nghiệp cũng tán chủ thề cỏ sản phẩm ô cốp lá tán ủn máng lá chù pơ tán hoạt động đúng trước quý cái binh đáng trời mà ngày càng có đứa ủn máng trầm nghi trầm lá đỡ thay đổi quốc khủng vươn lên lá kinh tế trò đòi bớt khỏ cũng lá chù quốc khủng. Tôi là một người con cũng thấy ba con nông dân trồng lông ra thay nhiều sản phẩm nhưng mà chẳng có ở ngoài thu mua. 2017 tôi có bán thì bắt đầu về tôi với nổ cao thì trong thời gian nổ cao thì cũng rất là vất vả, nổ bằng củi rất là thủ công mà cũng hỏng rất là nhiều nhưng mà tôi vẫn cứ quyết tâm cố gắng. Bởi năm 2017 cho đến năm 2021 thì tôi đã có chương trình huyện có chương trình hỗ trợ mỗi xã một sản phẩm để mà đi thi cái cuộc thi mà sản phẩm ô cốp của tỉnh Hòa Bình thì rất là may mắn cho hợp tác xã Tuyển Nhi đã đạt đàn hai sản phẩm ô cốp 4 sao của tỉnh Hòa Bình là cao cá gai leo và cao xà đen. Đảng ủy rất là quan tâm đến những cái mô hình cho chị em phụ nữ phát triển kinh tế ở địa phương. Đảng ủy rất quan tâm đến tán mô hình cho tán ủn máng phát triển kinh tế quần mướng, nhất là lúa nhá nghèo, lúa nhá cấn nghèo.
Hàng năm, hội phụ nữ tán tôi ăn ủy thác, đờ cho vào bên ngân hàng chỉ trái trá hội. Tán tôi ra soát tán hội viên có nhu cầu vào vốn đờ lá kinh tế. Ngoài tán nguồn vốn phát triển kinh tế thì tán tôi quán ủy thác cho tán lô nhà vào. Chẳng thuộc đối tượng lô nhà nghèo, cần nghèo, thiểm má vào vốn trái quy quyết lá, chơi đứng cổ chính trác quang. Cũng về trình một lưỡng, nhớ lùa mô hình của tán ủn máng cơ bản ăn quan tâm cũng phát triển. Của chị em phụ nữ thì cũng cơ bản được, quan tâm và phát triển. Là mối chỉ hội lưỡng, chỉ hội phụ nữ chỏm trao khả, mối chỏm mó giao ở Cha Tây Phong, quần Mơ Cao Phong. Mế chiếu thí quyết luôn cố gắng giúp mó giao ráng chung cũng tán ủn máng giao ráng riêng ngày càng phát triển. Nếu như đối hơ, mối giao y con đứa tật lấy quê thổi, tốn tái, như lá táo hôn, đế con thứ ba, tán ủn máng trắng cả tiếng khỉ, lòng nhà miếng, trắng ản tham gia tán hoát đúng, cúng đúng. Thí cả ní, mối giao y đã thay đổi cái cách nghi, lá thối tán chỉ trách pháp luật, thay đổi cái nếp khủng đối hơ. Đặc biệt, tán ủn máng giao đã cỏ tán thay đổi thối khi ngày càng cỏ đứa gương tán ủn máng vươn lên, đưa thoát nghéo, lá chú kinh tế của nhà miếng. Điếu lùa cha thầy, quyết binh đáng trời ản lá, pớ long tán lúa nhá. Đền tán ủn máng mó giao đã có cơ hội được tham gia hoạt động cống đúng, cũng đảng góp ngay căng đứa lệnh tán lĩnh vực, kinh tế, chính trí, văn hóa, xã hội, y tế, an ninh, quốc phòng ở quần mướng. Cái tuyên truyền về cái bình đẳng nam và nữ giới hiện tại như ở xã, ở cái xóm Trao Khạ chúng tôi, tuyên truyền về bình đẳng giới ông đứa cô mù già. Cả ni ở mương Trao Khạ đơn tôi khi mới con rất là cố hủ, con lòng nam khi nữ. Mù già o án có quyền lợi đối với cá lòng công tác xã hội y như đơn phong tục của mỏ rào. Mê cả ni đã có đơn thay đổi. Ông đứa mù già rất là bình đẳng. Mù già y án là đưa đơn kể việc như ông đứa. Phụ nữ thì làm được rất là nhiều cái việc để cho coi như là nam giới. Tôi làm cái công tác tuyên truyền ấy là mất độ khoảng 2 năm thời gian. Tôi là công tác tuyển chiến phải vất thời gian hao năm đỡ vấn đúng bà con, vấn đúng ủn máng bao hối, tuyên chiến cho tán ủn máng, tán quyến lưới của ủn đét. Lần thực tế cho chòm tán tôi ản chạp nhập bữa hao chòm, đêm đưa tuyển chiến cho thầy hao khu y gặp rất đứa khó khăn. Thìa má một mình y rấn rấn và chán đứa. Hiếu mắt hơn, nằm ản, huyết binh thắng trời. Chò phụ nữ, đưa cỏ quyến lưới bán khá, chẳng như đối hơ cỏ quan niệm lắng ung đửa khi ủn máng. Thì má căn ní ủn máng y lá thỏa thiến ung đửa hay ủn máng y cỏ khả năng lá môi trước vũ nó lùa. Lá cản bố chẳng phải như đối hơ lắng ung đửa khi ủn máng chẳng lá ảnh cái chi. Là một cái cán bộ không như ngày xưa, là ngày xưa là cứ trọng nam kinh nữ nữ chả làm được cái gì. Năm 2023 với chủ đề đảm bảo an chế gia hội, tăng quyến năng cống táo cơ hội cho tán ủn máng, cống ủn đét lá ủn cài, đô lá binh đáng trời, cống trả bao bao lực lên cờ chớ trời. Khảng hánh đúng ví binh đáng trời, cống phó ngứa ứng phỏ với bao lực lên cờ chớ trời năm 2023, lá điếm nhận, lá đen, mối triển chế chiến thông ví binh đáng trời, cống phó ngứa ứng phỏ với bao lực lên cờ chớ trời, lên phám vị thay tình. Bớ lùa thu hút cái quan tâm, đề cao vai trò trách nhiệm cũng tỉnh chú đúng tham gia hành động của tướng mỏ, lúa nhá, quần mướng, cơ quan, tổ chức, lòng quyết đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyến năng cho tán ủn máng cũng ủn cài, được thúc đẩy binh đáng trời cũng phó ngứa, ứng phỏ với bao lực châm hái ủn máng cũng ủn đét. Thời gian đỉnh, tỉnh Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo tán ngánh đơn vị quần mướng phối hợp với tán cơ quan liên quan tập lùng đỡ tiền chiến phố biển trào chỗ pháp luật với binh đáng trời bằng tán hoát đúng hiệu quả thiết thực đỡ từng bước rút bản khoáng cái trời nâng lên vài chó vĩ thế của tán ủn máng lòng quần mướng cũng lối nhá vì cái tiền bố của tán ủn máng lòng giai đoạn 10.